Dự báo thời tiết 23 tháng 5, Sài Gòn mưa to, miền Bắc lo lở đất. Các tỉnh Nam Bộ trong chiều nay sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nhiều khả năng tái diễn ngập cục bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, từ đêm qua, nhiều tỉnh miền Bắc đã có mưa rào kèm dông. Ở khu vực Tây Bắc Bộ và Việt Bắc có mưa rào và dông diện rộng. Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa dồn dập nên trong hôm nay và ngày mai, trên các sông suối nhỏ thượng sông Thao và sông Lô có khả năng xuất hiện một đợt nước lên với biên độ mực nước tăng từ 0,3 đến 0,7 mét. Ngoài ra, các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay tiếp tục oi nóng, cao nhất tại Hà Nội ở mức 34 độ, độ ẩm trên cao trên 60%, nên cảm giác càng thêm oi nóng, ngột ngạt. Dự báo trong 2 ngày tới, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 35 đến 36 độ C và phải đến chủ nhật mới hết nắng nóng khi có mưa trở lại. Dọc khắp Thanh Hóa, Bình Thuận, oi nóng 32 đến 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm còn 25 đến 28 độ. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm qua đã có mưa lớn, do tác động của nhiễu động gió đông trên cao, ngoài mưa lớn, nhiều nơi còn có gió giật cấp 6, 7. Trong chiều và tối nay, mưa tiếp diễn nhiều nơi, ở hai khu vực nói trên, cảnh báo có điểm mưa vừa, mưa to dồn dập, tái diễn ngập úng cục bộ. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Do có mưa, nhiệt độ ban ngày ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều rất dễ chịu, duy trì ở mức 30 đến 33 độ C, Tây Nguyên về đêm mát mẻ 21 đến 24 độ, Nam Bộ ở mức 24 đến 27 độ C. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 23 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hà Giang và Tuyên Quang, sáng có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, độ ẩm 57-94%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, 3, độ ẩm 60-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.